Này, đừng có thấy sao mà còn làm họ nhá, em tôi nhá. Hôm chụp tức kiểu ảnh. Này, chụp mày ra cho nét. Em. Anh chụp với. Không chụp chẹt gì hết cả nhá. À, bố, okay. Bố vào đi. Bố. Thôi. Bố về đây. Bố đứng đây. Ảnh ngọt cái gì? Giống ảnh kỷ niệm. Bố cười tươi đấy nhá. Nào. Chuẩn bị nhá. Nào. Hai. Nhưng mà nhìn thế này thì thiếu con. Nào. Nào. Hai ba. Rồi. Đây, mày vào đi. Để bố chụp cho. Từ từ con cân góc cho mọi người đã. Đứng lùi ra đây nó mới trung tâm. Lùi ra một tí. Thế em anh định mang ai vào phòng kinh doanh của em được chưa? Đưa đi. Nhiều thế. Mà kể ra ý tưởng của cậu ta cũng được đấy chứ hả? Nào chuẩn bị nhá. Đứng xa ra. Xa ra đi. Đứng xa ra. Được rồi, xa đi. Ê, ui. Xin lỗi, chị có sao không ạ? Muốn người khác không sao thì lần sau đi đứng cho cẩn thận vào. Cả cái hội trường rộng thế này mà cũng vào người khác được. Cô Thanh ạ. Dạ vâng. Thằng Dũng nhà cháu tốt nghiệp xong xuôi rồi ạ. Nhưng mà em là muốn ở lại mấy hôm, cho nên là cô đợi cháu. Hôm nào về anh em cháu sẽ sang cô luôn ạ. Dạ vâng ạ, cháu chào cô. Dũng ơi. Dạ. Chú ạ. Chúc mừng tân cử nhân. Cháu cảm ơn. Hôm nay cô thắp hương có ít lộc, chú mang cho mỗi phòng một ít. Cháu xin. Thế bao giờ về? Dạ. Cháu vừa gửi cô 3 tháng tiền nhà rồi chú ạ. À thế à? Dạ vâng ạ. Lần này là quyết tâm ở Hà Nội đấy hả? Dạ. Mày đang bì bõm trong ao đấy. Không có ao quê thì lấy đâu ra bà ông nọ bà kia. Nói thế mà cũng nói. Ý tao không phải là như thế. Cái gốc phải giữ, không chối bỏ. Nhưng mình phải tìm những chỗ rộng rãi để làm những thứ lớn lao, to tát hơn chứ. Mày khác, nó khác. Nó là em tao, tao hiểu nó hợp cái gì chứ. Hợp với mày ấy. Mày có chắc là mày hiểu được những cái mong muốn của thằng Dũng không? Hả? Hả? Hay là mày đang nuôi nó? Thì mày bắt nó phải theo ý mày. Nó mà không nghe theo mày ấy, thì mày lại bảo nó là khỏi vòng cong đuôi, ăn cháo đa bát. Đúng chưa? Hello. Con nhà bố ạ. Ờ. Thằng Bảo vẫn chưa dậy à? Vâng ạ. Thế gọi cho thằng Hùng chưa? Dạ, con gọi rồi. Nhưng mà anh không nghe ạ. Ngồi đi, bố làm bún cho. Vâng ạ. Lần này có vẻ là ông Hùng dỗi thật đấy. Tại ông ấy thương em quá nên mới như thế. Thôi cứ từ từ, tí nữa hãy gọi lại. Ông này ưa ngọt, ai cho em định mấy câu. Hết ngày mà.